dành đây giờ thì bạn Minh dành nữa. Ồ, bạn Minh có chiếc xe gì đẹp quá ta. Chị hai hả? Chị đạp hai nữa. Chiếc xe này mua bao nhiêu tỷ bạn Minh? 10 tỷ. Mấy tỷ? 10 tỷ. Ui, chiếc xe 10 tỷ. Đây là chiếc xe độc nhất quá đắt đấy bà con ơi. Wow, chị ơi. Lái qua. Ông qua làng lái thử rồi. Xì đẹp quá. Giờ lái không được, sao lái không được? Chứ chi nhiều tí quá mà lái không được. Cứng quá. Ờ, qua làng trẻ chắc chưa học lái rồi. Bạn Minh chưa có bằng đúng không? Có bằng lái chưa? Wow, chiếc xe 11 tỷ đặc quá. Ô, quá. Chiếc xe đạp mà sao có lăn tàu. Lái coi. Ồ, đây là đúng chiếc xe độc nhất quá đắt không ai có luôn rồi. Ồ, ở bên có một. Có một con siêu xe độc nhất quá đắt luôn. Bà con có bác không? Con siêu xe này của bạn Minh chắc có lẽ là đúng rồi. 10 tỷ đây. À của con đây. 10 tỷ đúng không? Lái coi. Lái thử được không? Lái được này. Ui, vậy là ông tài xế là chưa có bằng rồi. Có bằng lái chưa? Chưa. Ui, con siêu chi. Cái con siêu chi này đập quá. Con siêu chi này đập quá. Chi này đua được không? Không. Chi này đua được không ta? Không. Ui, cái con chi này đập nhức quá đắt luôn á. Để mở xe lên nè. À, mở xe lên. Ui dù. Mà chặn cho phá ra. Ừ, chặn cho phá đó. Chặn cho phá. Con chi này độc quá. Để máy nổ. Để máy nổ chưa? Nay nó chưa có chạy. Dặn cho nó chạy rồi mà. Nhưng mà nó chưa có chạy. Kẹt cơ chặn luôn rồi. Máy nổ kẹt cơ hả? Ui, con siêu chi này nổ kinh khủng quá. Hồi nãy cây nó nổ một cái băng khác luôn. Nổ băng khác luôn hả? Dữ ta. Xe này chạy em không? Không em nữa. Siêu chạy không? Siêu chi mười mấy tỷ rồi chạy không em trời. Con siêu chi mười mấy tỷ mà. Ủa, ba bán cái xe này bán không? Không. Sao không bán? Chứ xe để làm gì không bán? Hơi bán rồi. Được, con siêu xe, xe đạp mà có hoa lăng luôn. Mới ghê chứ. Đây đúng là siêu xe á. Rồi, chiều lái ra đường cái đua. Ôi, nhưng mà giờ dặn xong chưa? Xe này đua được không? Không, xe này đua không được. Xe này không có đi dạo được không? Không đua được mà không đi dạo được luôn, chứ để làm cái gì? Hả? Cái đúng rồi, xe đạp mà xài qua lăng quạt làm sao chạy được. Ui giấy mà nãy giờ ba tưởng một con siêu xe là xe hơi chứ. Qua lăng đồ nữa ai gì là xe đạp. Ui dồi dồi. Con siêu xe kinh khủng quá.